Đền Taj Mahal, địa điểm du lịch hút khách nhất Ấn Độ, sẽ mở cửa trở lại vào cuối tháng 9 sau hơn 6 tháng tạm ngừng hoạt động vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đáng lưu ý, Đền Taj Mahal được phép hoạt động trở lại dù tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn đang diễn biến phức tạp. Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ cho biết, Đền Taj Mahal sẽ mở cửa trở lại vào ngày 21 tháng 9. Khách tham quan sẽ được yêu cầu tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Như giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang. Số lượng khách viếng thăm đền cũng được giới hạn ở mức 5.000 người, giảm mạnh so với mức trung bình 20.000 người một ngày khi dịch bệnh chưa xuất hiện. Đền Taj Mahal đã đóng cửa từ tháng 3 khi Ấn Độ áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đền nằm ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, một trong những bang chịu tác động mạnh nhất với hơn 270.000 ca mắc bệnh COVID-19. Hiện Ấn Độ đã vượt qua Brazil để trở thành quốc gia có số ca mắc bệnh cao thứ hai thế giới với hơn 4,2 triệu ca mắc, xếp sau Mỹ.